chân thủ trong đền Nghệ An về thiên bản đi làm quan xong chiều được thuần nhân nhiều đã dựng đền được thuần nhân nhiều xong yên biển lặng sớm chiều về hòa ca trong đất chi trời gươm thiêng trong đất chi trời đánh đông đông dẹp bắc việc ngoài tình nhung thanh chúa tiền trùng vương ta lắng thần giá ân từ bi lân lẫn chúng sinh cô nga kim đính lễ khai hoàng chiếu tử trùng
Trung Hoa con lại nhớ tới người. Tiệc về chúng con lại nhớ Đức Hoàng Mười, nhớ Đức Hoàng Mười trong tình Nghệ An tính thề tay tiên gió chén rượu đà. Nhất tuần sơ dâng nhất tuần sơ dâng lên bề ngọc các cô nâng nâng vào là vào dứt quan hoàng mười rơi. Ô rơi dứt quan hoàng mười rơi. Rơi giúp con hoàng mười nhiều rơi. Quỳnh tiên tay giót siêu tàu. Nhất tuần sơ nhị tuần là nâng lên bệ ngọc để các cô nâng lên vào là vào giúp tam tuần chung. A chung giúp con tam tuần. Việt Nam còn ghi chép sử này.
cùng bao đền ngọc đêm ngày về họ đặng chúng con phải khỏi
Lên trời khi thanh nhàn, cô lang
sáng lên trời, hàng cầu sắm đủ năm mười theo hoa thành.